pleine restructuration pour être livré tout nouveau dans 2 ans, où nous n'irons pas. Donc, avant le déjeuner, in holidays with my family, I was in Cantho. D'accord. Très bien. Donc il y a, on prend le café si, ici c'est pas le thé. Story of England, who lived during winter in this. We have put the emergency at the Pasteur Hospital because it's near the. This hospital is Lanval Hospital. Divided in pole, digestive pole, laboratories, microbiology, like biochemical. In Vietnam? In Nha Trang, yes. Yes, where in Nha Trang? Nha Trang, yes. Nha Trang. Few years, there is a new. I see you in the map. Bộ những cái chuyên gia giỏi qua giúp chúng tôi tại bệnh viện. Medical student and resident 700. En ayant, si elle réussit à réaliser cette intervention avec. Hỗ trợ chúng tôi 580 triệu euro một năm. Đó là giải trình cũng giống như bên mình đó là khô nước bọt đó nha. Avec l'objectif qui est de dire on va avoir un pôle. Si vous voulez, on ne raisonne pas tellement en termes financiers quand on. Quand năm 1895 là do người Pháp xây dựng. Năm 2003 thì thành phố Cần Thơ là đã được nâng lên là thành phố trực thuộc. Cũng đã có một cái thông qua người trợ lý của tôi thì tôi đã gửi một cái kế hoạch. Ouais, de toute façon, il faut. Si ouais, il faut changer, oui. Changer. Je le doyen à Missavest. Voilà. C'est bon, venez, venez qu'on voit. Est-ce que c'est bon, on peut y aller? Bien. Voilà. Voilà. Bon. Ah, écoutez, bravo. Pas de problème. Merci. Bien. Merci.